ơi chị ạ, em đây. Em đang ở đâu đây? Ở chỗ nào mà nhào nhẽo ở Mỹ thế? Em đang đi sinh nhật bạn. Thật không? Em nói dối chị làm cái gì? Em phải biết là giờ bất cứ lúc nào cái Mi nó cũng có thể tìm em. Dạ vâng vâng. Thế em đi về luôn đây. Muốn về thì cũng phải từ từ. Ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói với em. Cho nó đây. Các người làm gì rồi? Một lúc nữa thôi là em sẽ được lên thiên đường sảng khoái đê mê. Chị ơi, làm sao thế? Chị ơi, chị cứu em với. Có chuyện gì? Em không biết là làm sao bây giờ là... Nói chị nghe đi, có chuyện gì? Chị Minh. Có mình làm sao nó làm gì em à? Chị ấy cho người bắt em vào khách sạn chị ạ. Cái gì? Chị ơi, chị ta gọi tung clip của em lên mạng. Nếu như thế thì em không sống nổi mất chị ạ. Em nhục nhã lắm. Chị Lan đã như thế, bố em thì cũng mất rồi. Bây giờ mẹ em mà biết chuyện thì mẹ em sẽ không sống nổi mất chị ơi. Em phải làm sao bây giờ chị? Bình tĩnh đi. Chị... Nó ra điều kiện gì? Chị tớ bắt em phải đi tiếp khách làm cà phê chị ạ. Chị làm gì đây? Đưa điện thoại đây. Chị làm gì ạ? Đưa điện thoại đây. Không được. Chị ta bảo là nếu như em nói cho ai biết chuyện này thì chị ta sẽ tung clip của em lên mạng luôn. Không được đâu chị ạ. Mày nghe tao hay nghe nó? Đưa đây. Không được. Em không được. Được chị, em sợ. Chị ơi đừng, em xin chị đây. Ngồi xuống. Tao Quỳnh đây. Mày nói đi. Rốt cục là mày muốn cái gì thì mới cho qua chuyện này. Nói đi, tao sẽ thực hiện. Mày vẫn như xưa, vẫn ảo tưởng về sức mạnh. Mày nghĩ những việc mày muốn giải quyết là được ngay. Đơn giản thế thôi á. Là tao sai. Mày buông tha cho nó đi. Còn tao, mày muốn hành hạ thế nào cũng được. Bản lĩnh đấy. Nhưng mày thì tao không thiếu cách để trả thù. Nhưng vấn đề của tao ngày hôm nay là con kia. Ra đây. Đi ra đây. Đào, cứng rắn lên. Mày hỏi con chị mày xem. Từ xưa đến nay đã có đứa nào động vào bất kể cái gì của tao mà được yên thân chưa? Tại sao mày dám quyến rũ nó? Tôi không. Là tại anh ấy nói. Nói cái gì? Nó thề non hẹn biển với mày à? Hay là tán tỉnh rẻ tiền? Hả? Nhìn nó đây này. Vừa nãy nó vẫn còn xin tao quay về với nó đấy. Mày cho nó được cái gì? Tuổi trẻ à? Nhan sắc à? Hay là tình yêu? Nó tình yêu là cái chó gì? Mày hả? Trong chuyện này, cái Đào cũng chỉ là người bị lừa thôi. Nó không thể biết thằng này là người yêu của mày. Với lại, mày có mất mát gì đâu. Nó mới là người phải đau khổ mà. Mày nói thế nghĩa là nó vô tội hả? Còn với tao, tội
lớn nhất của nó là quyến rũ được thằng này. Mày có biết là chúng nó còn rủ nhau chơi tao không? Hả? Vì con danh này này, 5 lần 7 lượt nó đòi xách vali ra đi. Hơn 1 năm ở với tao, mày biết nó sống bằng cái gì không? Nó ở nhà tao, nó tiêu tiền của tao, nó ăn bằng tiền của tao đấy. Thế mà bây giờ nó dở mặt, nó chơi lại tao. Nó tặng cho mày đúng không? Bằng tiền sau mỗi lần ngủ với tao đấy. Tao với nó chẳng khác đếch gì nhau. Tao là một con cà ve, thì nó là thằng phò đực. Mày hỏi tao muốn gì? Muốn chết. Chết chung với nó đi! Tìm cách chết cho mình đi! Ai cho mày bẫy tao đến đây? Tự dưng nghe lại rửa mặt với em thế. Thèm thuốc tự về, ai bẫy? Đừng chọc tức em. Em bỏ qua cho anh nhiều chuyện rồi, nên đã về lại đây thì ngoan đi. Em trúng quả lớn ấy. Mình đi Maldives yêu lại từ đầu nhá. Tao nghe mày nói chuyện điện thoại mà phát tử. Sao mày có thể khốn nạn như thế à? Mày động lòng khi nghe chuyện của con đấy chứ gì? Bây giờ tao đố nó dám dính dáng đến mày đấy. Mày nói thế là thế nào? Tao nắm đằng chuôi rồi. Nên nếu như mày có ý định mang clip hay bất kể bằng chứng gì ra công an thì liều liệu. Vì như thế thì cả thiên hạ này sẽ biết nó đi làm đĩ. Mày nói gì cơ? Làm đĩ ấy. Bây giờ nó chả khác gì tao, mà còn đếch được bằng tao nữa cơ. Bởi vì tao chỉ đâu nó phải làm đấy. Mày dám à? Con Mi này không có chuyện gì là không đáng. Chào mày giết mày! Mày! Đừng bật tao. Tao còn có thể làm được những gì mà mày chưa biết được đâu.